chưa sao rồi. Xong rừng còn sáu mắt nữa. Hello em ơi, xuống lấy chị cốc nước. Lấy em cốc nước. Chào mọi người nhá, em lại like vào lại đây. Rớt ra bàn bây giờ. Đây anh tưới cho cái giò này tí. Hả? Em chào anh Vũ Thanh. Anh Vũ Thanh ơi, nhờ anh Vũ Thanh chia sẻ bài cho em nhé. Em like lại đây, vừa sửa mạng xong. Em chào anh Việt Lê. Để đây, nhỡ đâu mọi người muốn mua giò to hay sao? Em chào anh Việt Lê, chào anh Quý. Em chào anh Thanh. Em chào tất cả mọi người, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhé. Em chào anh Văn Xuân ạ. Cả nhà mình cũng ngủ muộn nhỉ. Chào anh Quang Trần. Vâng, em chào anh. Anh ơi, anh chia sẻ bài cho em nhé. Nhấn cho em nút chia sẻ đi. Nhấn cho em một nút chia sẻ đi. À, đây. Đêm khuya rồi. Đêm khuya rồi, em chào anh Hoàn. À, anh Hoàn đây, anh phải đây, đơn hàng của anh Hoàn đây, anh có để dành đến mai gửi không? Chào anh Vũ Văn Nhàn nhé. Mạng sao vậy? Anh ơi, lúc nãy nó bị sao ấy, nên là em phải dừng lại. Em không hiểu sao tự nhiên màn hình nó trắng. Màn hình nó trắng, em không có nhìn thấy mọi người comment gì hết. Nên em phải thoát ra. Đây. Em chào anh Lan Rừng Đại Lộc. Buồn không ngủ được. Anh thông cảm nhá. Anh Thanh ơi, anh thông cảm. Anh Thành, anh ấy nhiều khi anh ấy nóng tính ấy. Nhiều khi anh ấy nóng tính. Nên là tí nữa em like xong em sẽ nhắn tin nói chuyện với anh nhá. Dạ vâng, mai em gửi anh Hoàn nhá. Mai em gửi. Trời ơi, tự nhiên có mỗi cái cây làm anh em lại buồn nhau ra. Có gì đâu, tí em nhắn tin nói chuyện với anh. Bây giờ em like tiếp đây ạ. Bây giờ em like tiếp cây sáu mắt nhá. Em chào anh Mạnh Tấn. Chào anh Đặng Hồng Hưng. Chào anh Khánh Gia. Chào anh... Hôm tôi hai cây gì đó. Anh Cảnh Đạo Quang ơi. Hôm anh chốt cây để em xem là hôm trước anh chốt cây gì nhá. Anh Cảnh Đạo Quang ơi, để tí nữa em xem lại sổ nhá. Có phải là anh chốt cái cây dài mà hoa đã có nụ hoa tết rồi không? Nếu mà cây nụ hoa dài mà hoa tết thì sẽ là cây Di Linh Lai, cây Đại Ý Thảo nhá. Ôi dồi ôi, anh ơi, làm một cái người khác buồn là cái việc mà buồn nhất trên đời này đấy. Em xin lỗi anh nhá, thay mặt anh Thành xin lỗi anh. Đây em like hàng tiếp nha. Mọi người ai thích cây sáu mắt nữa thì chốt hàng cho em này. Cây sáu mắt, cây nhiều thân nha. Cây nhiều thân cũng có mà cây dài cũng có. Đây, hai sậu nhiều thân 200k cộng 190k. À, anh Cảnh Tạo Quang ơi, cây đấy là cây nù Di Linh Lai với cây Đại Ý Thảo. Hết nhau, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Em chào anh Nguyễn Trọng bình luận gì đây? Cháu chào chú Hồng. Chào chú Sơn Lê. Chú Sơn Lê ơi, chú chia sẻ bài với cháu với. Chào chú Hồng đây. Anh Cảnh Đạo Quang hôm nay có sưu tầm thêm cái hàng này không? Cái cây này là cây sáu mắt, cây cánh trắng mắt tràn lai với cây sáu mắt nhé. Đây là dòng lai mới của Học viện Nông nghiệp đấy ạ. Nhà em có rất là nhiều những cái cặp lai độc quyền nhé. Cặp lai độc quyền luôn. Đây, cắt cái áo thùng thình đi. Vâng, hết rồi anh Khánh Gia, có mỗi 5 kiến thôi mà. Thế em cắt cái áo thùng thình đi để cho mọi người thấy là cây nó cũng rất là lớn rồi nhé.
có cây gì đây? Chú Hồng ơi, hôm nay cháu bán kiến rừng mà giờ hết kiến rừng rồi, bây giờ cháu sẽ bán tiếp sang cái cây lai này nhá. Kiến rừng bữa nay kiến rừng Việt Nam nó hiếm như kiểu là lắm, như kiểu là nhân tài ấy. Nên là rất là hiếm luôn ấy. Có mỗi 5 5 6 kiến gì thôi. Đây nha mọi người. Ai nhắn tin? Đây. Cây cây lai 6 mắt này, cây lai cánh trắng 6 mắt mắt tràn này. Cánh trắng 6 mắt mắt tràn lai với cây 6 mắt có nghĩa là cây mẹ sẽ là cây cánh trắng mắt tràn này nhá. Bản thân nó đã có hai mắt rõ ràng này, phân thùy rõ ràng này, sẽ lai với tính trạng 6 mắt của cây 6 mắt này. Đó, lai đây, lai giống như là một cách điền chỗ trống này, lai giống như một cách điền chỗ trống vào các cái cánh trắng này để cho nó ra cái mặt hoa tương lai là cái cây cây giả hạc 6 mắt nhé. Cây giả hạc 6 mắt này nó giống như là một một dạng dị biến ấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Đây, cây 6 mắt này nó giống như là một dạng dị biến này, nó giống như một dạng dị biến. Đây, cây 6 mắt mọi người thấy không ạ? Trên thị trường thì hiện đang có bán cái cây 6 mắt này với giá là khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một kg. Tất nhiên nó là hàng dị biến rừng. Còn đây là hàng dị biến lai nhé. Thì em sẽ bán giá chia sẻ rất là hữu nghị luôn ạ. Đây, thì trước khi mà bán hàng thì sẽ chia sẻ với mọi người một chút về cái quá trình lai cây để mọi người hiểu là lai như thế nào nhé. Lai như thế nào. Cây mẹ là cây cây cánh trắng mắt tràn này, bên dưới cái mũi của nó sẽ có cái hai cái nhụy này, sẽ lai với hạt phấn của cây 6 mắt. Khi mà lai với hạt phấn của cây 6 mắt thì nó sẽ ra quả. Cái cây phi điệp mà khi mà nó lai á, khi mà lai xong ấy, khi mà lai xong thì là bắt đầu cái hoa của nó sẽ không chơi hoa nữa đâu ạ. Khi mà lai xong thì cái hoa của nó sẽ là héo rũ luôn. Cái hoa của nó sẽ héo rũ luôn và mình sẽ héo rũ luôn và bắt đầu là nó làm quả luôn, chứ mình không được ngắm hoa. Ví dụ như là cái hoa nó nở ra một khoảng thời gian sẽ được khoảng 10 15 ngày một tháng nếu như đối với dòng hoa nhựa. Thì khi mà mình lai cái là cái cây đó nó sẽ, cái hoa đó nó sẽ héo luôn và bắt đầu làm quả luôn ạ. Không được ngắm hoa, làm quả luôn như thế này nhá. Quả này đã là quả lai rồi này. Quả này là quả lai. Khi mà cái quả lai nó tách ra thì mình sử dụng hạt phấn này. Mình sử dụng cái hạt phấn này đem vô phòng thí nghiệm. Đem vô phòng thí nghiệm nhé. Trong các cái dung dịch hóa học để làm cho nó nảy mầm. Nảy mầm để ra những cái cây con như thế này. Ra những cái cây con như thế này. Đó. Hai cái hạt phấn này lai với nhau thì thực sự là nó giống như kiểu là một dạng điền vào chỗ trống ấy. Nó rất là hợp nhau, cho nên là cốc nào cũng ra nhiều thân mà thân nào cũng lớn như này luôn nhé. Thân nào cũng lớn cũng đẹp như này luôn. Đó, em sẽ bán cốc 2 thân này. Cốc 2 thân này là sẽ bán là 150.000 một cốc, mà 150.000 một cốc mà 2 cốc thì sẽ là 250 một cặp nhé. 250 một cặp này. Cũng có những cây một thân thì sẽ lớn nha mọi người. Cây một thân thì sẽ rất là lớn và nù như này này. Thì mọi người có thể tùy chọn cây một thân hoặc là cây nhiều thân đều được. Đây, ai chốt cho em? Em cảm ơn chị Ngọc Diễm nha. Em cảm ơn chị Ngọc Diễm nhiều ạ. Đây mọi người chia sẻ bài và ủng hộ cho em này. Ủng hộ cho em. Đây, cây đều đang lên mầm đấy nhá. Em chào anh Vườn Sinh Thái. Anh Vườn Sinh Thái có chốt cái cây lai 6 mắt này không? Đây. Đó, 150.000 một chậu, 150.000 một chậu. Và hai chậu thì sẽ là 250 cho hai chậu nhé. Cây lai 6 mắt. Đây. Đó, cây lai 6 mắt. Đây mọi người này. Ai mà thích hàng lai 6 mắt thì chốt cho em đơn này nhé. 150.000 một chậu, 250 một cặp đây. 250 một cặp nhiều thân này. Còn nếu mà cặp một thân nhé, cặp một thân mà cây nhỏ nhỏ thì sẽ bán 200 đi, 200 một cặp cây nhỏ nhỏ. Nếu ai mà có những cây nhỏ nhỏ này, có những cây nhỏ nhỏ hơn, có những cây nhỏ nhỏ hơn mà có một thân thì em sẽ bán 200 một cặp nhé. Tùy cây to cây bé. Em chào anh Kiên Vũ. Nhờ anh Kiên Vũ chia sẻ bài giúp em nhé. Đây, cặp này em bán là 2... Em chào anh Đỗ Liễu. Em chào anh Đỗ Liễu. Đây, em lại tiếp tục bán cây lai. Cây lai này thì anh Đỗ Liễu mua rồi đúng không? Anh Đỗ Liễu có mua tiếp không? Đó. Vâng, em cảm ơn anh. Anh không thích dòng này à? Vậy anh chia sẻ bài giúp em nhé. Ôi giời, hôm nay em bán hàng rừng thì trôi thế, mà bán sang hàng này thì ít người chốt quá. Ít người chốt quá, em có nên
Để mai bán không? Đâu mọi người đâu hết rồi. Hãy vào xem like chia sẻ bài cho em đi. Hay em chơi game một cái cho vui nhỉ? Vâng, cảm ơn anh. Em chào anh Tuấn Hiền. Em chào anh Tuấn Hiền. Cặp like 6 mắt này. Em đang bán cặp like 6 mắt. Chào anh Đỗ Kiên nhá. Cặp like 6 mắt em bán với giá là 150.000 một cây và 250.000 một cặp. 250.000 một cặp nhé. Em chơi game cái cho nó sôi động nhá. Đêm rồi chơi game cái cho sôi động, tặng cho mọi người quà game là hai cây mắt tràn này nhá, hai cây cánh trắng, hai cây 6 mắt này nhá. Chọn cây nào đẹp đẹp để tặng. Ôi yếu hết rồi, con mình em ngồi like thế này ấy. Đây, chơi game nha mọi người. Đêm khuya rồi, hãy chơi game để hãy chơi game để cho nó tăng view nào. Để cho nó tăng view. Em chào anh Đỗ Kiên. Mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Để em kiếm câu hỏi nào xem nào. Kiếm cái câu hỏi. Chào anh Hương Hồ. Anh Hương Hồ ơi, anh Hương Hồ có sưu tầm cây 6 mắt không? Cây like 6 mắt. Em chào anh Vi Đăng Cao nhé. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nào, để nghĩ xem cái câu hỏi gì hay hay. Chưa nghĩ là cái gì luôn ấy. Chưa nghĩ là cái gì luôn. Anh Vi Đăng Cao ơi, anh Vi Đăng Cao có sưu tầm cây 6 mắt không? Ủng hộ cho em. Chào anh Thanh Thảo. Nhờ mọi người chia sẻ bài để em nghĩ câu hỏi nhá. Ai mà thích cây 6 mắt thì có thể chốt này. Đấy. Cây 6 mắt. Lá rất là đẹp luôn. Lá nhựa luôn đây mọi người này. Lá rất là đẹp nhá. Để em nghĩ câu hỏi mà chưa nghĩ là cái câu gì. Vận động người xem. Đúng rồi, vận động người xem cho mọi người hăng hái. Bữa nay em có cái câu hỏi gì mà nó hay hay không? Cháu còn chưa nghĩ ra cái câu hỏi gì đây này. Thôi em nghĩ là bài thơ. Chào anh Nguyễn Văn Đồng. Em chào anh Nguyễn Thanh Phong. Bài thơ thì biết hỏi kiểu gì. Bài thơ thì khó hỏi lắm. Em chào anh Ngọc Thiên Lan. Em chào anh Văn Tiến Trần. Tại vì em rất là thích biển. Tại vì em rất là thích biển. Thích sông nước, thích biển. Cho nên là đây sẽ là tên một loại cá nhá. Đây sẽ là tên một loại cá nhá. Mọi người đoán tên loại cá mà mọi người biết đi ạ. Mọi người cứ đoán đi, bao giờ vừa đoán vừa chia sẻ. Em chào anh Nhánh Lan Rừng, chào anh Thịnh Tống. Mọi người chia sẻ bài và chơi game cho hàng hái nhá. Đêm khuya rồi, chơi game cho hàng hái nào. Đây là tên một loại cá nhá. Mọi người chia sẻ bài và đoán tên một loại cá. Bao giờ mà lên 150 người xem em sẽ gợi ý ạ. Mọi người chia sẻ bài cho em, lên 150 người xem em sẽ gợi ý nhá. Em chào anh Nguyễn Duy Trinh, chào anh Bình. Anh Bình ơi, hôm nay em có kiến rừng mà em không thấy anh đâu. À chị Diễm ơi, đây không phải là anh Thành đâu ạ. Đây là em trai của em. Đây là em trai của em, cá mập. Không phải cá mập nhá. Đây không phải là cá mập ạ. Đây không phải là cá mập. Xin chào anh Phá Làng Phá Xóm. Ôi dồi ôi, anh làm gì mà Phá Làng Phá Xóm. Anh chia sẻ bài hơn 12.000 loại cá đấy. Thế em bảo mọi người là mọi người chia sẻ bài cho em. Xong rồi đến 150 người em gợi ý mà. Đến 150.000 em sẽ 150 người xem em gợi ý nhá. Chào anh Lan Ngọc Hân. Đây, quà sẽ là hai cây
Quà sẽ là hai cây này tặng cho mọi người ạ. Quà sẽ là cá đuối, không phải cá đuối nhá. Mọi người nhớ chia sẻ bài lên 150 người xem em sẽ gợi ý. Đây ở đây có một số cây, có một số cây 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 lá tròn, cây lá mít này. Có một số cây lá mít, tí nữa sẽ bán cho mọi người một số cây lá mít nhé. Lá mít xếp rất là đẹp luôn. Em hãy chọn cho chị mấy ít cây lá mít xếp để riêng ở đây. Cá chuồn. Vậy chú kia đẹp trai hơn. Em trai em ạ, đẹp trai hơn cá heo chưa đúng, cá chuồn chưa đúng nhá. Anh Đoàn Văn Vũ, mọi người nhớ chia sẻ bài ạ. Lên trang cá nhân, lên hội nhóm. Chia sẻ rồi gợi ý đi. Anh ơi chia sẻ cho em lên 150 người xem. Bây giờ em gợi ý cá vàng không phải đâu. Đây em chọn cái cây mà lá mít đấy. Em xếp ra gọn gọn ra đây một góc cho chị. Phần cây nào lá dài thì để riêng. Biết thế nào là lá mít không? Là nó phải tròn nhá. Lá mít bao nhiêu một ký? Anh ơi, cây là cây giao hạt anh nhá, 150.000 một cây, hai cây là 250 nhá. Cá trình chưa đúng ạ? Mãi chả tăng lượt view gì vậy? Mọi người chia sẻ mạnh lên nha, 150 người xem em sẽ gợi ý tiếp ạ. 150 người xem em sẽ gợi ý tiếp nhá. Lá mít xếp luôn này. Quá là đẹp luôn. Cái cây này đẹp quá. Một số cây còn lá cong tiêu. Để sao nó cong veo ấy. Cá biển chưa đúng, cá hồi chưa đúng. Cá bống mú chưa đúng nhá. Cá hồ chưa đúng đâu. Cá biển á, tên một loại cá sao gọi chung chung là cá biển được anh? Tên một loại cá mà. Ăn cá là tốt cho sức khỏe lại còn giảm béo. Anh Thái Trung Kiên Ngọc ơi, chia sẻ bài cho em và đoán tên một loại cá nha. Lên 150 người xem em sẽ gợi ý ạ. Lên 150 người xem em sẽ gợi ý nha. 150 lượt xem em sẽ gợi ý. Cá lăng chưa đúng đâu. Anh Hải Trần ơi, chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em nha. Cá mú chưa đúng, cá tra chưa đúng nhá. Rồi chơi game mà sao lại ít người xem đi thế này. Cá chim chưa đúng, cá ngừ chưa đúng. Anh Hưng ơi, chia sẻ bài cho em và đoán tên một loại cá. Chia sẻ bài cho đông người xem cho hăng hái nào. Cá ngựa chưa đúng nhá. Em chào anh Nguyên, đang chơi game anh Nguyên ơi. Anh Nguyên chỉ cần chia sẻ bài và đoán tên một loại cá thôi. Cá trình chưa đúng đâu. Cá trình rất là ngon nhưng mà chưa đúng nhá. Em có một số cây lá mít, tí nữa sẽ bán cho mọi người. Một số cây lá mít tròn. Đẹp quá. Cá hồng chưa đúng. Thôi cho anh xem lá mít đi. Anh chờ tí, cá sấu chưa đúng, cá rô phi chưa đúng nhá. Em chào anh Trần Bình Phương, cá mực chưa đúng. Em đây, cá voi càng chưa đúng. Nhớ là mọi người phải chia sẻ nhá. Nên 150 người xem để em gợi ý nào. Cá mè, cá kiếm chưa đúng. Cá kiếm chưa đúng đâu, cá cháu chưa đúng. Cá cháu chưa đúng không anh ơi, cá cháu là cá gì? Cá voi chưa đúng. Tí cá mú sao chứ phụ cá đột. Anh ơi tí nữa, cá heo, cá bông lau chưa đúng nhá, cá nục chưa đúng nhá. Hello Tuấn, chia sẻ bài rồi lên 150 người xem để em gợi ý nào. Còn 14 người đã là 150 người rồi. Cá mập, cá lóc chưa đúng, cá trình chưa đúng. Cá rô đồng chưa đúng nhá. Anh ôm hết lá mít. Thái Trung Kiên Ngọc, cá lóc, cá chẽm chưa đúng, cá kìm chưa đúng. Cá chép chưa đúng. Cá chim chưa đúng, mọi người có chia sẻ bài cho em không đấy. Em buồn quá đi thôi ấy. Để em chọn mấy cái cây lá mít ra đây. Cá lăng chưa đúng đâu. Các anh chị ơi, cá trích chưa đúng đâu. Cá trích chưa đúng đâu nha. Chọn những cây lá tròn lá mít ra đây cho chị Quyền. Cá hồng chưa đúng, cá hố chưa đúng. Cá thác lác chưa đúng, cá coi càng chưa đúng. Ôi rồi. Cá chuối chưa đúng, cá trầu chưa đúng. Cá trầu anh chưa bao giờ nghe con cá trầu luôn.
Cá chê, cá đối, cá bống chưa đúng, vẫn chưa ai đoán đúng. Cá trôi chưa đúng nhá. Hay là em gợi ý nhá, em gợi ý nhá mọi người. Mọi người chia sẻ bài nhiều chưa để em gợi ý nào. Cá nhóc chưa đúng, cá xiêm chưa đúng, cá cơm, cá bò da chưa đúng, cá bống chưa đúng. À, 142 người xem rồi. Cá độ, cá đá chưa đúng, cá chấm chưa đúng. Đây là một cái loại cá mà đây là một cái loại cá mà cá cá ngừ, cá cược, cá mè. Anh Tân Phạm Văn, cá chấm chấm chưa đúng, cá chấm cỏ chưa đúng, cá mắt lồi chưa đúng, cá chép chưa đúng, cá thác lát chưa đúng, cá coi chưa đúng nha, cá chẽm chưa đúng. Em gợi ý nhá. À, cá bố, cá bóp chưa, cá banh à, cá chết, cá thòi lòi chưa đúng, cá mực chưa đúng nhá. Đây là tên của một cái loại cá mà có cái mắt rất là đặc biệt. Đây là tên một loại cá có cái mắt rất là đặc biệt ạ. Đấy mọi người ơi, mọi người không chia sẻ cho em là em cũng phải gợi ý luôn rồi. Cá nục chưa đúng đâu, cá nục chưa đúng đâu nha anh. Cá nóc chưa đúng ạ, cá chim chưa đúng. Đây là một loại cá có cái mắt rất là đặc biệt. Cá điện chưa đúng nhá. Cá điện chưa đúng. Cá kèo, cá chảo, miền Nam gọi là cá thờn bơn chưa đúng ạ. Cá đuối chưa đúng, cá lồi mắt chưa đúng, cá ngừ đại dương chưa đúng đâu, cá thu chưa đúng. Đây là một cái loại cá mà cá nác chưa đúng, cá chày mắt đỏ. Đúng rồi, chú Lê Văn Hồng đoán đúng rồi ạ, cá chày mắt đỏ nhá. Chào anh Nguyễn Quốc Việt, cá cờ, cá chày ạ. Cá chày mắt đỏ nhá. Chính là con cá chày đấy. Chính là con cá chày. Nó chính là con cá chày. Cháu cảm ơn chú Hồng nhá. Chú Hồng đoán đúng rồi. Chú Hồng ơi, chú đoán đúng rồi nha. Phần quà đã thuộc về chú Hồng. Phần quà đã thuộc về chú Hồng. Phần quà đã thuộc về chú Hồng. Mọi người ơi, chú Hồng đoán đúng rồi. Con đấy là con cá trầy nha mọi người. Cá lưỡi trâu. Không phải. Chú Hồng đoán đúng rồi nhá. Để cháu ghim cái bình luận của chú Hồng. Chờ bây giờ. Cá ba đuôi không phải đâu. Cá trầy nhá. Cá trầy. Chú Hồng đoán đúng rồi ạ. Đáp án là cá chày. Cá chày nhá. May quá mà ông đoán đúng chứ không chết dở. Dạ vâng. Em bán sang cây lá mít nha mọi người. Cá cơm. Bây giờ còn cá cơm. Đoán một lần trúng ngay. Chú Hồng siêu quá. Đây. Đây nha mọi người. Em bán cây lá mít tròn nhá. Cặp cây lá mít nhá. Có rất là ít thôi ạ. Cá cờ. Con cá này chị không biết luôn. Đây anh ơi, cây lá mít tròn đây nha anh. Đây ạ, 250.000 một cặp. Em có 2, 2, 4, 6, 8, 11 cây ạ. Đây anh Vi Đăng Cao có chốt cặp này không? Lá đây nha anh. Đấy, lá đây nha. 150.000 cặp này. Có một cái, một số cây lá cong nữa nha. Có một số cây lá cong. 250.000 một cặp này. Không biết mà chưa ăn. Thế hả chị? Ở cá chày nổi tiếng mà. Sao chị chưa biết ạ? Đây, 250.000 một cặp cây mít này. Đây nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy cái lá, kể cả lá ngọn của nó cũng tròn nhá.
Đây, lá gốc thì đây ạ, lá gốc thì tròn xoe luôn. Anh Vi đang cao có chốt cặp này không? Hay là đem rồi em bán rẻ cho mọi người tí nhỉ? 350.000 ba cây nhá. Bán 250.000 hai cây mà ba cây thì 350 đi. Ai chốt ba cây thì sẽ là 350 nha. Không bé quá anh ơi, cây treo hạt mà chỉ bé thế thôi. Bé thế thôi chứ biết sao bây giờ. Bé ở anh đây. Đây nữa. Đây cũng cây lá tròn luôn này. Em có 11 cây. Anh Nguyên Trần ơi, anh Nguyên Trần có chốt hết 11 cây không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Em có 11 cây nhá. Bây giờ đem rồi sẽ bán rẻ cho mọi người này. 250 một cặp đúng không? 250 một cặp nhưng mà mọi người lấy tết 11 cây thì này thì sẽ là bao nhiêu tiền? Mẫu gì đấy em? Anh Dương Minh Quang ơi, cái này là cây 6 mắt anh Dương Minh Quang nhá. Cây lai 6 mắt ạ. Chào anh Thoa Vương. Cây lai 6 mắt mặt hoa tương lai đây anh. Cây dị biến 6 mắt. Cây dị biến 6 mắt nhá. Cây dị biến 6 mắt. Anh ơi, em đang sale đây, bán nhanh cho hết này. 150.000 một cây, hai cây là 250 hai cây, ba cây thì 350 ba cây nhá. 350 ba cây đi cho nhanh. Đây có một số cây lá tròn như lá mít đây. 350 ba cây, anh lấy đi ba cây ạ. Anh Vi đang cao ơi, vậy thì chỉ có trồng chuối thôi. Gớm nữa lại còn phải sợ là anh không được ngắm hoa. Nếu mà anh muốn nhanh ngắm hoa thì anh lấy cái loại thân dài này anh nhé. Nếu mà anh muốn nhanh ngắm hoa thì anh lấy cái loại thân dài này đi. Thân dài này thì được khoảng 8 cm rồi. Cái này thì tầm sang năm là có hoa bói thôi. Anh lấy cái thân dài này rồi. Ok anh Dương Minh Quang em chốt cho anh ba cây nhá. Em lấy cho anh cây nhiều mầm nhá. Anh Dương Minh Quang nhá. Em lấy cho anh ba cây lá tròn nhiều mầm này. Anh Nguyên ơi, chốt mất 3 cây rồi, còn có 8 cây thôi. Anh Nguyên có lấy nốt 8 cây thì 800 nhá, cho nhanh. Này, anh Dương Minh Quang 21 em nhá. 21. Đang đêm khuya rồi sẽ bán rẻ cho mọi người luôn đi. 3 cây. Đây, còn 1 2 3 4 5 6 7. Còn 8 cây lá tròn này. Anh Quang ơi, anh Quang cho em lại số điện thoại được không? Cho mỗi số điện thoại thôi. Còn 8 cây lá tròn ở bên trong cái rổ đấy nhá. Anh Nguyên có lấy mà thì 808 cây luôn đi. Em lên một số cây lá cong nhá. Em lên một số cây lá cong cho mọi người. Anh thích lá cong thì có thể lấy cây lá cong này. Đâu rồi? Đây. 1 2 Ok bao ship nha, còn cây nhiều màu không? Dạ còn ạ. Cô này. Em đây. Anh ơi, 800 mà vẫn bao ship á? Toàn xin số điện thoại. Em này. Anh Nguyên Trần. Nguyên Trần. Anh Nguyên. Nguyên cả chậu đấy luôn. 23. À 22 nhỉ. Đây, ai thích lá cong thì có mấy cây lá cong này. Trời ơi, sao lá cong vút như sừng trâu luôn ấy. Còn cây nhiều mầm nhá, anh Thoa Vương có lấy thì để em chọn cho. Cây nhiều mầm nó không còn. Đây, ba cây lá cong này, cây này cũng nhiều mầm. Mọi người nhìn lá nó cong dã man luôn, chả hiểu tại sao cong. Cây lá rất là hay nhá. Đó, ba cây này 350. Em cảm ơn anh Quang. Ba cây lá cong này 350 này. Để em lấy cây nhiều mầm cho chị Thoa Vương, anh nhà anh Thoa Vương gì ấy. Đây, để lấy cây nhiều mầm, một cây nhiều mầm này. Hai cây này. Rồi, em nhận số điện thoại rồi nhá, em chào anh Đại Thương ạ. Ai lấy cây nhiều mầm nhỉ? Đây. Cô này cứ phải xin số điện thoại bởi vì là có số điện thoại để em còn tìm lại view anh ơi.
Đây cây này được 3 mầm này. Cho thêm một lá cong. Ok anh. Đây. Đây cho anh cây lá cong 2 mầm này luôn nhá. Cho anh em ơi đấy vào cho anh Dương Minh Quang này. Đây cây nhiều mầm đấy ạ. Cây một cây nhiều mầm này. Cây này đang lên mầm nhá. Ok anh. Cây này đang lên mầm đây à chị, anh chị Thoa Vương, anh Thoa Vương này. Hai cây này. Hai cây nhiều mầm này. Hai cây nhiều mầm. Ba cây. Ba cây nhiều mầm nhá. Chị Thoa Vương hay anh Thoa Vương ơi, chốt đơn này cho em không ạ? Ba cây này là 350k nhé. 350k ba cây. 350k ba cây. Xin lỗi, hết cây nhiều mầm rồi. Còn mỗi ba cây này. Ba cây nhiều mầm này là 350k này. À đây, có một cây này đẹp hơn. Có một cây này thân nù hơn. Có một cây này thân nù hơn nhá. Anh lựa nào. Rồi ok anh Nguyên, vù luôn. Đây ạ, đơn này 3 cây này. 3 cây nhiều mầm, cây này 2 mầm nhá. Đang có lên mầm gốc rồi ạ. Mầm gốc yêu thô rồi luôn. Đấy. Anh Thoa Vương có chốt đơn này không ạ? 3 cây là 350k. 350k 3 cây luôn. Cắt cái áo này đi. Vù không chưa? Ok anh, tí nữa em gửi vù cho anh. Mà sao hôm trước chọn cho anh Nguyên Trần mà lại chọn cây xấu nhỉ? Chắc cò chọn hả? Đâu, mẹ. Mẹ. Đây, tiếp này, ba cây nhiều mầm đây. Em cắt cái áo này đi, nhìn cây cho nó rộng dài. 300k. Rồi, ok, bán 300k. Bán 300k, ok. Đã sale rẻ cho mọi người luôn. Số 23, anh Khoa Vương. Anh Dương Minh Quang ơi, cái cây lá cong em chỉ lấy anh 100k thôi nhé, cho nó sởi lời hả? Thoa Vương, Thoa Vương. Anh Thoa Vương cho em xin lại số điện thoại với. Cho em xin lại số điện thoại nhé. Xin mỗi số điện thoại thôi ạ. Em tiếp tục lên cây nhiều mầm nhá. Tiếp tục lên cây nhiều mầm đây. Một cây nhiều mầm này. Hai cây nhiều mầm này. Chào anh Tiến Tùng. Tiến Tùng ơi. Anh Tiến Tùng ơi, Tiến Tùng có nghĩa là gì thế? Nói như anh rồi anh không thua. Đây. Tiếp tục cây nhiều mầm đây ạ. Đây, cây này đang lên mầm. Vâng, em cảm ơn anh mấy cây lần trước buồn ý. Chắc là mẹ anh, mẹ em chọn cây nó chưa được đẹp đấy anh ạ. Để hôm nay em gửi bù cho anh nhá. Đây cây này cũng nhiều mầm luôn. Đây cắt đi để cho mọi người nhìn thấy mầm. Cảm ơn anh Tha Vương nhá. Đây chuẩn bị là còn một số cây, một số những cây mà nó có một mầm mà không được to lắm em sẽ bán sale. Đây cây này 2 mầm nhá. Một cây này. Đây cái áo của nó rộng thùng thình nên là nhìn cây nó hơi bé nhưng mà thật ra nó cũng lớn lớn đấy. Hai cây hai mầm này. Cây này thì ba mầm luôn nhá. Cây này thì ba mầm luôn. Đây mọi người. Đây cây này đang lên hai mầm con này. Cây này đang lên hai mầm con luôn nhá. Đó. Ba cây này. Ba cây nhiều mầm này. Tiếp tục đơn này, vừa bán một đơn như vậy 300k đúng không? Thôi đơn này em cũng chốt 300k luôn đi, vừa bán một đơn như này 300k luôn. 300k cho 3 cây nhiều mầm này. 300k cho 3 cây nhiều mầm, ai chốt cho em đơn này luôn này. Cây giả hạc lai 6 mắt nha. Cây giả hạc lai 6 mắt. Vâng, 3 cây đều nhiều mầm. Anh Tạ Thiệp ơi, em đang bán sale đây. 350k, lẽ là em bán lẻ là 150 một cây ấy. 150 một cây. Mà bây giờ em bán sale đi là còn có 3 cây là còn có 350k 3 cây. 300k 3 cây ấy. Đang có bán có 100.000 một cây đây này. Mà cây nhiều mầm nhá. Đang có lên mầm u chi chít luôn này.
Được chưa? Đấy mọi người nhìn này, mầm lên rất là khỏe nhá. Anh Tạ Thiệp có ok đơn này thì chốt cho em này. Cây giả hạc lai 6 mắt nhá, cặp lai độc quyền của Học viện Nông nghiệp, trên trên chợ này là không có ai có luôn. Đây, lai dị biến, cặp lai dị biến 6 mắt nhá. Đây nha mọi người, cặp lai dị biến 6 mắt này. Đây, chốt có 350. Ok anh Tạ Thiệp, anh Tạ Thiệp cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Đây, đang có bán sale cho mọi người đây, tối đêm rồi. Anh ơi, nhớ hộ em là lần chiều mai 4:30 em có ca dạy ở Đoàn Thị Điểm nhé. Quên mất. Ok anh Tạ Thiệp nhé, anh Tạ Thiệp cho em số điện thoại địa chỉ với ạ, em này. Đây cho mọi người 24 anh Tạ Thiệp. Đây nha mọi người. Cây mẹ là cây cánh trắng mắt tràn này. Lai với cây 6 mắt này. Lai với cây 6 mắt này. Đấy, hoa hoa dị biến này. Đây, quả đây ạ. Anh ơi, em là người có cây thôi anh ạ. Em là người có cây thôi, còn like cái này là phải like bên Học viện Nông nghiệp đấy anh. Cái này là phải like bên Học viện Nông nghiệp nhá, chứ em làm gì biết like. Em chỉ là người có cây thôi nhá. Em chỉ là người có cây nên em đi like thôi. Đây, quả sau khi like đây ạ. Và đưa vào trong phòng thí nghiệm và like trong phòng thí nghiệm nhá. Đảm bảo là không phải là hàng Thái hay là hàng Đài Loan hay là gì nhá. Like của Học viện Nông nghiệp luôn đấy ạ. Có anh gì nhỉ? Có anh gì nhỉ? Cổ Bi Gia Lâm nhỉ? Dạ vâng anh Tạ Thiệp nhá. Anh Đức Hoàng à? Suốt ngày em sang Học viện Nông nghiệp lại mời em vào nhà chơi mà chưa có hôm nào vào được. Tiếp tục em lên cây nhiều mầm nữa nhá. Cây này 2 mầm luôn này. Em nhận địa chỉ số điện thoại của anh Tạ Thiệp nhá. Em đang bán giá sale sập sàn luôn đây. Tại vì cũng còn ít thôi. Đây, cây này dài miên man nhé. Cây này dài miên man mà đang lên mầm này. Hai cây. Đâu rồi? Đây. Ba cây. Đúng, cắt cái áo đi nhìn cho nó. Cho nó dày. À, cho nó lớn lớn cây. Mọi người ơi, cái áo này nó che mất nửa thân cây rồi đấy. Nhưng mọi người nhìn bé thì thật ra cây nó cũng ổn định rồi nhá. Đây, cây này rất là dài luôn này. Cây này được khoảng 8 cm rồi. Đang lên một mầm đẹp nhá. Đang lên một mầm đẹp này. Đây, cây này cũng đang lên một mầm đẹp nhá. Đó. Cây này thì 2 mầm luôn. Cây này mầm này lên to rồi. Lá tròn như lá mít này. Lá tròn như lá mít này. Đó. Đơn này cũng 300k luôn nha mọi người. Ba cây này cũng 300k luôn ạ. Bán rẻ quá trời, 300k. Ai chốt cho em đơn này 300k này. Mọi người chốt cái này về để săn mặt dị biến đi. Mặt dị biến đây trên thị trường hiện tại là đang bán 2,5 triệu đến 3 triệu một ki lận á. 2,5 triệu đến 3 triệu một ki luôn ấy. Đây, chốt tiếp đơn này là 300k cho 3 cây này. Mọi người chốt cây 6 mắt cho em nhá. Đây còn một số cây này cũng 2 mầm luôn này, rất là nhiều cây 2 mầm luôn đấy. Nhưng mà có một mầm mẹ, một mầm con đấy. Nó không phải là 2 mầm con. Đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? Em chào anh Việt Anh Nguyễn. Anh Việt Anh Nguyễn có sưu tầm cây dị biến 6 mắt thì chốt cho em nhá. Đơn này 3 cây này. Ba cây này về mọi người trồng được một chậu là lên 6 mầm luôn. Một chậu tùm luôn nha. Một chậu tùm luôn. Là 300k cho 3 chậu ạ. Quá rẻ luôn. Ừ, em bán là 150 một chậu mà bây giờ em bán có... Mà bây giờ em bán có bao nhiêu? Có 100.000 chậu. Quá rẻ luôn đây. Ôi cái này còn 3 mầm luôn đấy mọi người. À, có ai đang ở đấy không, chốt tiếp cho em nào. Hình như phải là đã quá muộn rồi không? Không thấy ai nói năng gì. Em chào anh Đỗ Mạnh Hải nhá. Ok anh Nguyên. Ok anh Nguyên, tí nữa em chọn cây cho anh. Đây, tiếp tục đơn này này. 300k. Tính ra là có 50k một mầm đúng không?
6 mầm mà, 1, 2 này, 3, mầm này dài nhá mọi người, mầm này dài, mầm này chắc sắp có hoa bói luôn rồi á, khá là dài rồi, đang lên một mầm gốc này, đang lên một mầm gốc, cây này cũng đang lên mầm gốc nha, đơn này em chốt 300k, 6 mắt gì đấy em? Tìm mình hai chậu bốn thân. Ok anh Linh Chi, anh đằng sau nụ cười ơi, cây cánh trắng mắt tràn like với cây 6 mắt anh nhá. Cây cánh trắng mắt tràn like với cây 6 mắt. Đây ạ, à, để cho ra dị biến giả hạc 6 mắt, dị biến giả hạc 6 mắt anh nhá. Hai chậu bốn thân. Ok anh nhá, để em tìm hai chậu bốn thân. Chỉ có một mầm thân mẹ với một thân mẹ với cả một thân con thôi. Có một thân mẹ với một thân con nhá. Không, cái đấy là của khách rồi mẹ. Ừ, của khách người ta làm rồi. Hai chậu bốn thân thì chỉ có một thân mẹ, một thân con thôi đây. Hai chậu bốn thân 200k này. Gì nhở? Chị Linh Chi ơi, chị Linh Chi, chị có ok đơn này không? Hai chậu bốn thân. Hình như muộn nói sao ấy mọi người, đi ngủ nói sao, like buồn quá. Bây nãy thì chốt không kịp luôn. Đây, hai chậu bốn thân nhá. Hai chậu bốn thân này là 200k. Linh Chi có ok đơn này không ạ? Linh Chi có ok đơn này không? Sau đó em sẽ lên một thân lá tím nha. Một thân lá tím nha mọi người, một đơn lá tím. Đây Linh Chi ơi, có ok đơn này không Linh Chi? Linh Chi ơi, Linh Chi có ok đơn này không? Anh đằng sau nụ cười ơi, anh sau nụ cười có ủng hộ em không? Cây dị biến 6 mắt. Cây giả hạc lai dị biến 6 mắt nha. Mặt hoa bố mẹ đây ạ. Ô, đang sạc nữa không được. Em chào anh Phạm Hưng. Linh Chi ơi, mình đang có bán sale ở đây. Mình đang có bán giảm giá ở đây. Mình bán là có đâu bình thường lúc trước là mình bán 150 một cây. 150 một cây và bây giờ đang bán giảm giá xuống 100.000 một cây rồi đấy. 150.000 thì thực sự là mình chưa có bán được đâu Linh Chi ơi. Với cả là cây này nó là cây của Việt Nam mình làm cây độc quyền cho nên là không phải là cây linh tinh cho nên là giá nó cũng không có mềm lắm ấy, bởi vì là nếu như cây của Thái hay là cây của Đài thì nhà vườn bên Thái, nhà vườn bên Đài người ta nói là cây gì thì mình biết là cây đấy, chứ mình không có biết là nó có chắc chắn là từ cây bố mẹ như thế hay không. Có chắc chắn là từ cây bố mẹ như thế hay không? Em có cây to nhá, anh đằng sau nụ cười có cây to dài nhá. Anh thích cây to dài thì đây ạ. Cây to dài này được khoảng 8 cm anh nhé. 8 hơn 8 cm, 8 đến 10 cm tùy cây. Thân bé mà đâu được to. Không thì bạn lấy cái dòng một thân này nhé. Bạn lấy cái dòng một thân này thì nó sẽ rất là dài rồi này. Đây, để so cho anh thấy là cái dòng một thân này nó rất là to rồi nhé. Em cũng bán bằng tiền luôn, 100k một cây. 300k ba cây này, anh đằng sau nụ cười có ok không? Ok thì lấy cho em đơn này ba cây là 300k nhá. Mọi người lấy về trồng để sổ mặt hoa dị biến. Trên thị trường là mặt hoa dị biến này đang bán với giá là 2 triệu rưỡi 3 triệu một ki đấy. Về biết đâu lại được mặt hoa dị biến thì lúc đấy thân bé mà. Thân bé thì bạn lấy loại một thân này, thân to lù đi. Đây nhá mọi người. Em cắt cái áo rộng thùng thình này đi cho mọi người nhìn thấy là cây nó cũng khá là lớn rồi so với cái bút này. Đây nhá, em so với cái bút nhá. Đây, nó dài gần được bằng một cái bút ạ. Dài gần bằng một cái bút ạ. Đó. Ok chưa? Đây anh đằng sau nụ cười có ok đơn này không? Ok đơn này thì 300k nhá. Thân bé mà đâu được to. Thế thì bạn lấy lại một thân này to đi, lấy lại một thân này đi. Đây. Lấy chậu này. Lấy một cây mẹ, một cây con thì nó sẽ to hơn là... Hoặc là bạn lấy đơn này đi, bạn lấy đơn này thì sẽ to hơn này.
Ok chưa? Chào anh Dũng Lê Tiến nhé, ba cây này 300k. Ba cây to dài này 300k nha mọi người. Buồn ngủ quá. Hả? Đi ngủ nhé, buồn ngủ quá. Chào anh Dũng Lê Tiến, có ai chốt cây nữa không ạ? Chào anh Thành Nghệ Tĩnh nhỉ? Em chào anh Bình Nguyễn Văn. Em chào anh Bình Nguyễn Văn, chào anh Di Lê, đây bây giờ còn thời để vào xem nhiều. Tự nhiên điện thoại sập nguồn này. Điện thoại sập nguồn rồi sao cho mọi người xem mặt cây like, cây like 6 mắt này nữa. Đây, có ai chốt cho em đơn này? Vâng, em chào anh Phạm Hùng Augustino. Anh ơi, em đang bán cây giả hạc lai 6 mắt này, anh ủng hộ em này. Ba cây một thân rất là dài nhá. Cây một thân khá là dài này, đây so với cây bút cho mọi người nhìn nhá. So kiểu gì nhá? Để cúi như này cho dễ so nhá. Đây ạ, dài như này rồi nhá. Đó, em đang bán là 150.000 một cây, đang sale cho mọi người là còn giá 300.000 ba cây. Combo ba cây 300k. Mọi người mua về trồng đến một chậu này. Còn hàng rừng không em? Hàng rừng em vừa bán hết rồi anh Nguyên ơi. Em chào anh Trinh Brion. Đây đơn này 300k. Cây rất là đẹp luôn ấy. Cây dài, đẹp. Em chào anh Nguyễn Tiến Bình nhá. Mọi người ai thích 6 mắt thì chốt cho em đơn này 300k. Hàng rừng thì hết rồi, em vừa bán hết hàng rừng rồi. Hàng rừng mọi người chốt không kịp tay luôn ấy. Chào anh Nguyễn Tiến Bình. Chờ cái điện thoại này nó lên để em like cho mọi người xem cái mặt mặt hoa bố mẹ với cả cái mặt hoa tương lai. Đó là cây dị biến, cây giả hạc dị biến 6 mắt. Đây. Ok chưa? Cây rất là đẹp, cây nù khỏe đẹp nhá. Cây nù khỏe đẹp luôn. Đang có lên mầm đây này mọi người này. Đó, đang lên mầm nhá. Đang lên mầm khỏe đẹp rồi. Đó, đơn này ba cây dài này này, em chốt 300k cho ba cây này, tính ra là có 100.000 một cây luôn. Bình thường em bán 150, lẻ là 150 một cây. Chào anh Nguyễn Thắng. Hình như hôm nay chỉ có duyên với hàng rừng thôi sao? Hôm nay chỉ có duyên với hàng rừng thôi sao? Chào anh Nguyễn Thắng nha. Buồn ngủ quá trời luôn. Hả? Ừ, tự nhiên vào cái bán hàng rừng luôn xong rồi mọi người hết thích cây like rồi. Đây. Có những chậu hai thân nhá, ai thích chậu hai thân em cũng có chậu hai thân này. Chậu hai thân giá cũng bằng tiền luôn. Chậu hai thân này cũng 100.000 một chậu. Hai thân cũng 100.000 một chậu nhá. Đó. Mọi người ơi, mọi người có chốt hàng nữa không? Mọi người đi đâu hết rồi? Đây em phải giới thiệu lại mới được. Có nhiều người mới vào chưa biết cây này là cây gì. Em chào anh Minh Hùng nha. Điện thoại nó không thèm lên luôn đấy. Mọi người chờ tí để em cho mọi người xem mặt hoa nhé. Chào anh Nguyễn Xuân Khoa. Em chào anh Nguyễn Xuân Khoa. Anh Khoa ơi, anh Khoa chia sẻ bài ủng hộ em nhé. Hello bác Minh Anh. Ôi trời ơi, sao hôm nay rồng ở đến thăm nhà tôm thế này? Bác Minh Anh ơi, sao hôm nay rồng ở đến thăm nhà tôm thế? Chia sẻ bài đi. Điện thoại nó không lên. Mọi người chờ tí em cho mọi người xem mặt hoa nhé. Điện thoại nó đang bị sập nguồn. Không thấy ai nói năng gì, đến cả anh Minh Anh cũng không nói năng gì là sao ta? Mọi người ơi, mọi người nói gì đi, đừng lặng im như thế. Đây chờ tí em cho mọi người xem mặt hoa nhá, cây lai 6 mắt rất là đẹp luôn, cây lai độc quyền trên thị trường là không ai có. Chỉ mình em có thôi. Ui cây này đẹp thế. Cây này đẹp chưa?
Cây này lá cứng như lá nhựa luôn này. Hay là bị ẩn comment thì không thấy ai nói thằng gì luôn. Sao tự nhiên em không thấy ai nói gì hay bị ẩn comment như lúc nãy hàng gì vậy em? Anh Bồ Huấn ơi, cây này là cây giả hạc lai 6 mắt anh nhá. Đây rồi, ôi rồi. Chốt hai cây loại 2 thân 200k được không em? Ok, chốt luôn. Rồi, em chốt cho anh loại 2 thân 200k nhá. Tại em xinh quá chỉ ngắm em thôi. Cảm ơn anh Xuân Pha đã khen nhá. Anh yêu ái em quá, đây. Ok anh Minh Hùng, anh Minh Hùng ơi cho em xin lại số điện thoại nhá. Anh có rồi, anh có nguyên một rổ cây lá tròn rồi đấy anh Minh, à anh Nguyên. Số 25. Anh Nguyễn Xuân, anh à anh Minh Hùng. Anh Minh Hùng cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây cho mọi người xem mặt hoa này. Mặt hoa là cây cánh trắng. Cây cánh trắng mắt tràn lai với cây 6 mắt. Cây cánh trắng mắt tràn lai với cây 6 mắt. Để cho những cái tính trạng của cây 6 mắt này nó sẽ ăn vào với cái tính trạng của cây cây mẹ là cây mắt tràn. Thì để cho cái mặt hoa dị biến tương lai nó sẽ như thế này ạ. Mặt hoa dị biến tương lai nó sẽ là cây giả hạc 6 mắt, đột biến theo kiểu dị biến nhé. Trên thị trường thì hiện tại đang bán không cây cây những cái cây này là cây cây cuối nó không còn nhiều mầm nữa, em bán 100k nhé. Cây cuối nó không còn nhiều mầm, chỉ có một mầm thôi, chỉ có một mầm thôi. Hôm trước là cây tùm 2-3-4 mầm, 3-4-5 mầm luôn ấy. Đấy nhưng mà vẫn rất là đẹp. Đây quả đây ạ, quả đây ạ. Và gieo trong phòng, cái cây này là gieo hạt trong phòng thí nghiệm nhé, gieo hạt trong phòng thí nghiệm này, gieo hạt trong phòng thí nghiệm và lai ra được cái cây như thế này. Đó, cây một thân cũng có mà cây một thân mẹ một thân con cũng có ạ. Giá tiền bằng nhau nhá, cây một thân thì nó sẽ lớn hơn. Một thân thì nó sẽ lớn hơn cây nhiều thân. Anh Minh Hùng cho em xin lại số điện thoại nhá. Anh Nguyễn Xuân Khoa, anh Khoa có chốt ủng hộ em đơn không? Bán cho nốt nào. Bạn cho nốt để mai còn có hàng mới bán mà. Đây ạ. Hôm trước là em bán lẻ 150 một cây đấy ạ. Đây cây 2 mầm nhá. Cây 2 mầm. Anh Nguyễn Xuân Khoa ơi, anh có chốt ủng hộ em đơn không? Đây, một mầm mẹ một mầm con đây ạ. 100.000 một cây. Một mầm mẹ một mầm. Em chào anh Nguyễn Hòa nhá. Cây lai 6 mắt đây. Đấy. 250.000 một cặp mà em đang sale. Mà thôi em đi nghỉ đây, em buồn ngủ quá. Có ai chốt hàng nữa không ạ? Không thì em đi nghỉ, hẹn mọi người ngày mai nha. Hẹn mọi người ngày mai nha. Ừ, đây rồi, thấy số của anh Minh Hùng đây rồi. Cảm ơn anh Minh Hùng. Anh Tuấn Hùng hàng gì vậy em? Anh ơi, cây giả hạc lai 6 mắt anh nhá. Cây giả hạc cánh trắng lai 6 mắt ạ. Anh Tuấn Hùng ơi, đây là cây giả hạc cánh trắng lai 6 mắt. Cây giả hạc cánh trắng mắt tràn này, mắt tràn phân thủy lai với cây 6 mắt nhé. Mặt hoa tương lai sẽ là cây dị biến 6 mắt như này ạ. Cây giả hạc dị biến 6 mắt này. Cái cây giả hạc dị biến 6 mắt này rất là hot luôn đấy ạ. Một, trên thị trường bán là... trên thị trường bán là 2,5 triệu đến 3 triệu một ki đấy. Mà em bán cây giả hạc lai 6 mắt này em chỉ bán có một lẻ là 150.000 một cây nhá, lẻ là 150.000 một cây. Hai cây thì bây giờ bán 200k luôn đi. Cây 1 đến 2 mầm ạ. Đây ví dụ như cây này là 2 mầm nhá. 200k một đây, được chưa? Cây 2 mầm này. Đó. Ok chưa? Đơn này này. Ai thích đơn này thì chốt cho em đơn này 200k. Ôi tự nhiên lên cơ buồn ngủ quá trời này. Mai có hàng gì đấy. Anh ơi mai em có giả hạt này. Mai em có giả hạt này. Em có địa lan. Em có địa lan hàng chơi Tết. Hàng ngồng nụ chơi Tết. Đấy là cây cây gì nhỉ? Cây vũ nữ. Cây vũ nữ
Cây vũ nữ sao châu Âu váy trắng nhá. Cây vũ nữ váy trắng. Cây vũ nữ váy trắng là một cái cây mà theo như văn hóa của phương Tây, đó là cái cây mà sẽ mang lại vượng khí cho gia đình, sẽ mang lại vượng khí cho gia đình nhá. Cây mang lại may mắn với cả vượng khí cho gia đình. Cây đang ngồng nụ dòng cây chơi Tết nhá. Bình thường Tết cây đó bán rất là đắt đấy ạ. Cây đó mà bán Tết bán tại chỗ là rất là đắt luôn. Dòng địa lan để bàn chơi Tết được. Đơn này 200k này. Mọi người có ai chốt cây giả hạc lai 6 mắt nữa không ạ? Không thì em xin phép đi nghỉ nhá, em buồn ngủ quá trời rồi. Chị chào Hiểu Trần nhá. À chào Hiếu Trần nhá. Hiếu Trần ơi, Hiếu Trần có thích cây lai này không? Ngày mai thì em có giả hạc, có địa lan. Như mọi người đi ngủ hết rồi đúng không? 130 người này đang sắp đi ngủ, đang buồn ngủ rồi, không ai muốn chốt hàng. Tự nhiên em lên cơ buồn ngủ mắt díu vào. Em lên cơ buồn ngủ mắt díu vào, chắc là em đi ngủ đây mọi người, tặng anh một cây. Được, tặng anh một cây tức là một tép ấy. Một cây tức là một tép ấy, em bán nguyên chậu. Nguyên chậu luôn. Ok anh Nguyên nhá. Một cây tức là một cây bé đấy. Còn một chậu thì nó tùm luôn. Ôi sao lại hết pin thế này. Ôi sao lại hết pin nhỉ. Nào mọi người có ai chốt nữa không? Không thì em xin phép em đi nghỉ nhá. Mọi người ơi hẹn ngày mai. Hẹn ngày mai live tiếp nhá. Buồn ngủ quá rồi. Chắc là tại mọi người không chốt hàng cho nên là nó buồn ngủ đấy. Mọi dễ thương quá à. Cảm ơn anh Nhánh Lan Rừng nha. Anh Nhánh Lan Rừng này là anh Nhánh Lan Rừng nào ấy nhỉ? Có nhiều Nhánh Lan Rừng mua cây của em lắm. Anh có phải là anh Nhật Nam không? Anh có phải anh Nhật Nam Nhánh Lan Rừng ở Đà Lạt không? Anh thay avatar liên tục em không nhận ra anh luôn ấy. Em không nhận ra anh luôn. Phải anh là Nhật Nam ở Đà Lạt không? Em chào anh, cho anh chậu đẹp nhất. Ok, bán cho anh một chậu đẹp nhất nhá. Chậu nó phải tầm 3, 4, 5, 6 ngồng nụ ấy. Cây này, mà cái cây địa lan vũ nữ này là nó hoa nó bền khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Hoa bền khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nghĩa là mọi người vừa có thể chơi Tết vừa có thể chơi xuân cái gì đấy. Vừa có thể chơi Tết vừa có thể chơi xuân. Chơi Tết chơi xuân nên là mai nhá, mai em sẽ mang về. Hôm nay còn chưa mang được về cơ. Mai cái cây đấy theo như văn hóa của châu Âu là nó sẽ là một cái loại lan, mà lan vũ nữ thì có 600 loại cơ. Nhưng mà cái loại đó là sẽ đem lại vượng khí nhất trong thân đỏ nhưng mà váy trắng, thân đỏ váy trắng. Mai nhé, mai hẹn mọi người ngày mai. Còn ai chốt cây này nữa không? Không thì em xin phép em đi nghỉ nhá. Còn ai chốt cây lai 6 mắt này nữa không ạ? Không thì sẽ đi nghỉ đây. Có ai chốt nữa không? Cây lai 6 mắt này. Em chào anh Nguyễn Tiến Cường. Chắc là khuya quá rồi. Khuya quá rồi, mọi người đi ngủ rồi. Bye bye mọi người nhá. Anh Nhôm Sắt Ân Nghĩa ơi, anh Tiến Cường ơi, có ai thích dòng lai 6 mắt nữa không? Mấy giờ rồi? Ôi dồi, 11 giờ rồi, thế nào mọi người đi ngủ hết rồi, thế nào không thấy ai chốt hàng cho em. Mọi người đi ngủ chưa? Chắc em cũng đi ngủ đây. Ngủ quá.
Em chào anh Nguyên nhá, em chào anh Cường, chào anh Nhân, chào anh Nháy Lan Rừng, chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nhá, hẹn mọi người ngày mai. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá, đã ủng hộ cho em. Bán hết bao nhiêu là cây, bye bye mọi người. Hẹn ngày mai lại gặp lại nhé, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.